Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, chia tay năm 2023, cả nước đón năm 2024 với thời tiết đẹp. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, dưới tác động của khối không khí lạnh yếu lệch đông, Bắc Bộ duy trì tình trạng mây nhiều, vùng ven biển một vài nơi có mưa nhưng cục bộ. Đáng lưu ý nhất vẫn là tình trạng sương mù dày ở khu vực Trung Du và vùng núi làm ảnh hưởng nhiều tới tầm nhìn. Còn trong ngày mai, thời tiết miền Bắc tiếp tục có một chút phân hóa. Các tỉnh phía Tây trời có nắng sớm nên sương mù cũng nhanh tan và mức nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay sẽ tăng lên ở ngưỡng từ 26 đến 29 độ. Trong khi ở khu vực phía Đông trời nắng muộn hơn, nhiệt độ ngày cao từ 25 đến 28 độ. Với miền Trung, mưa vẫn đang trong đà giảm. Đêm nay ở khu vực từ Quảng Trị trở vào tới Quảng Ngãi còn có mưa, nhưng lượng mưa chủ yếu dưới 3 mm và vùng mưa thì vẫn chỉ ở khu vực ven biển là chính. Sang đến ngày mai, cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh, cả miền Trung cơ bản sẽ dứt mưa. Trong đó thì khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Quảng Ngãi, trưa chiều mai cũng chuyển nắng, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ. Còn ở khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, mức nhiệt từ 29 đến 32 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nằm sâu trong khối không khí ổn định, nên khả năng mưa đang ngày càng ít dần. Giờ nắng trong ngày tăng lên. Trong ngày mai, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng mạnh từ sớm. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Nam Bộ sẽ phổ biến ở ngưỡng 33 đến 35 độ. Còn ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cũng tăng lên 29 đến 32 độ. Trên biển, ở vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển Ninh Thuận đến Cà Mau có gió hướng đông bắc. Vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây huyện đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2m50 đến 3m50 khiến cho biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.